Bữa trước mình học về sở hữu bản quyền, chúng ta có thắc mắc, có vấn đề gì trục trặc không? Em mạng sống của chúng ta, cho nên là chúng ta phải tìm hiểu cho kỹ. Nếu mà không có cái bản quyền là chúng ta không có ngồi đây được. Chúng ta thấy là cái sở hữu mạng tức là mạng tức là mạng sống, nó như cô nói nó có power dữ lắm. Nếu mà chúng ta không có cái đó thì không có làm cái gì được hết đó. Từ cái ngày mà chúng ta học vi diệu pháp đến giờ là coi như là vô nghĩa, bởi vì không có tâm vương sinh khởi và cũng không có tâm sở mà tồn tại được. Bởi vì như lần trước chúng ta học cái sở hữu mạng quyền tức là gì, tức là nó là cái cai quản, nó cai quản tất cả những cái sự tồn tại của các pháp. Nó cai quản cái sự tồn tại nhiều công đoạn cái gì. Cai quản sự tồn tại của các pháp. Các pháp đây là các pháp gì? Không, pháp ở đây tức là danh pháp và sắc pháp, mà ở đây chúng ta nhấn mạnh đến là danh pháp, còn sắc pháp chúng ta chưa học, bởi vì chúng ta đang ở sở hữu tâm, tức là nó đang thuộc về tâm cho nên nó thuộc về danh pháp. Hiện tại bây giờ tức là nó mang quyền, nó cai quản cả về sắc pháp cả về danh pháp, nhưng mà trong cái mục sở hữu tâm này chúng ta học thì nó đang nhấn mạnh về gọi là danh pháp, tức là về sở hữu tâm mà. Và chúng ta đã phân loại rồi, chúng ta biết là có hai loại mạng quyền, đó là sắc mạng quyền và danh mạng quyền. Và tất nhiên là chúng ta cũng đang nghiên cứu về danh mạng quyền, sắc mạng quyền. Chúng ta sẽ có một cái chương học về sắc pháp thì chúng ta sẽ đề cập tới. Thì đó là có hai cái loại, tức là phân loại là có hai loại mạng quyền, là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Và để được gọi là, lần trước chúng ta cũng học ấy, tức là để mà được gọi là một hữu tình, một chúng sinh đó, thì chúng ta thấy là phải có hoặc là danh mạng quyền, hoặc là sắc mạng quyền, hoặc là cả danh mạng quyền và cả sắc mạng quyền, thì cái đó được gọi là một chúng sinh. Và chúng ta phạm giới sát sinh hay không, nghĩ là chúng ta phạm một trong ba cái đó, hoặc là chúng ta dứt cái danh mạng quyền, hoặc là dứt cái sắc mạng quyền, hoặc là dứt cái danh và cái sắc mạng quyền, là chúng ta phạm giới sát sinh. Đó là cái nội dung của bài ngày hôm trước, mà chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Thì hôm nay chúng ta sang cái phần tiếp theo, là chúng ta xong cái phần định nghĩa, rồi chúng ta xong cái phần phân loại. Hôm nay chúng ta sang cái phần chức năng. Thank you.
chức năng của danh mạng quyền, tức là nó trông nom và bảo trì các pháp đồng sinh. Trông nom bảo trì các pháp đồng sinh, chúng ta thấy là nó giống như là nhũ mẫu nuôi người con vậy. Mà lần trước chúng ta cũng đã ví dụ cái ví dụ là cái hồ sen đấy, cái nước nó có cái tác dụng là nó dưỡng các cái cọng sen với cái cây sen. Nếu như không có nước thì cây sen nó sẽ chết. Cho nên là cái chức năng của sở hữu mạng quyền, tức là cái mạng căn của chúng ta đó, là nó bảo trì các cái pháp được đồng sinh. Và tất nhiên pháp ở đây trong cái mục này của chúng ta vẫn là danh pháp, và tất nhiên là nó có cả sắc pháp. Và như đã nói, mạng quyền đây là nó là cái mạng sống của chúng ta, cho nên là chúng ta phải chú ý nó. Và chúng ta cần một cái nữa là cái thành tựu của mạng quyền. Thành tựu của mạng quyền tức là gì? Đầy đủ cái tuổi thọ. Chức năng của nó là trông nom bảo trì các pháp đồng sinh, tức là để giúp cho chúng ta tồn tại. Chúng ta có thể sống được thì các pháp nó khác nó mới có thể nương đó để mà nó tồn tại. Và chúng ta cần phải thành tựu cái mạng quyền, nên thành tựu cái mạng quyền, bởi vì như là như chúng ta thấy là nếu mà Đức Phật cũng nói, nếu mà cái thân này mà không còn nữa thì chúng ta cũng không có cái gì để mà tu đạo được. Cho nên là chúng ta cần nên thành tựu cái mạng quyền. Và cái thành tựu của mạng quyền tức là gì? Tức là chúng ta đầy đủ tuổi thọ. Mà đầy đủ tuổi thọ ở đây là nó có hai. Đâu tắt nó đi thế. Đầy đủ tuổi thọ của nó có hai, tức là thứ nhất là đầy đủ tuổi thọ về tâm, và cùng một đời sống. Tức là nó có hai cách để chúng ta làm đầy đủ tuổi thọ. Tức là cái đời sống thì chúng ta biết rồi, tức là chúng ta có nguyên một cái đời sống chúng ta bao nhiêu năm đó, và trong bao nhiêu năm đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái tâm nó xảy ra, và từng cái tâm này cộng lại thì thành một cái đời sống. Cho nên là thành tựu được cái tâm này là một, và thành tựu cái đời sống này là hai. Và thành tựu cái tâm này, như lần trước chúng ta học trong định nghĩa, thì một tâm là nó có bao nhiêu sát na? Không, một tâm nó chỉ có tức là nó không phải, tức là nó có ba cái tiểu sát na thôi. Cái này là danh pháp 17 sát na, đó là nó vừa danh và vừa sắc. Một cái tâm lần trước hình như mình có học cái phần định nghĩa đó. Tức là mình có định nghĩa là cái sở hữu mạng quyền là Jivata, tức là nó là bảo tồn cái đời sống, và cái đời sống nó tồn tại ba sát na. Đời sống bất kỳ một cái gì đó, ba sát na là sinh, trụ và diệt. Và tiếp theo nữa là nó bảo trì nguyên một đời sống của một chúng sinh, tức là nó cộng lại nhiều cái sinh trụ diệt, tức là nhiều cái tâm này. Rồi bây giờ mình, lần trước mình vẫn nghe cái này được chưa? Chỉ đơn giản thứ hai, tức là trong năm bảo trì các pháp đồng sinh và thành tựu của nó, tức là đầy đủ tuổi thọ. Tuổi thọ của nó là chia làm hai, tuổi thọ của tâm và tuổi thọ của đời sống. Đời sống là nhiều các cái tâm cộng lại với nhau. Rồi trước đây mình vẫn học, mình biết rằng là Đức Phật nói rằng là thà mình cho cái chấp, cái mình chấp vào cái không, tức là mình cái gì ạ? Không, tức là đang nói là mình thà rằng mình chấp cái sắc pháp
là có còn hơn là chấp là tâm. Thà là chúng ta chấp sắc pháp là nó cái gì gọi là, tức là nó tồn tại vĩnh cửu, hơn là chúng ta chấp là tâm là có một cái linh hồn vĩnh cửu đó. Thà rằng chúng ta nghĩ tâm tức là cái linh hồn. Chúng ta chấp rằng chúng ta có một cái linh hồn mà nó tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác, tức là có một cái linh hồn vĩnh cửu, mà cái linh hồn chúng ta biết là trong vi tư pháp nó chính là cái tâm. Thì chúng ta thấy là Đức Phật nói rằng là thà rằng chúng ta chấp vào sắc pháp là tồn tại vĩnh cửu hơn là chúng ta chấp vào tâm, bởi vì cái tâm nó xảy ra rất là nhanh, còn sắc pháp nó còn tồn tại được lâu hơn cái tâm của mình một chút, đúng không? Chúng ta có nghe cái đấy đúng không? Chúng ta biết tại sao không? Chúng ta biết cái câu hỏi, tức là chúng ta biết cái câu trả lời ấy, tức là sắc pháp thì nó còn được tồn tại lâu dài hơn là tâm, bởi vì tâm nó nhanh lắm, nó ảo cái là nó đã sang một cái tâm khác rồi, nhưng mà cái sắc pháp ấy thì nó còn tồn tại được một thời gian còn dài hơn. Thì Đức Phật rằng thà rằng chúng ta chấp vào sắc pháp còn hơn là chấp vào tâm. Thường thường chúng ta chấp vào tâm đúng không? Chúng ta nghĩ là có một cái linh hồn nó đi từ kiếp này sang kiếp khác, nhưng mà Đức Phật nói đừng có chấp vào cái đó, thà rằng chấp vào cái này còn tốt hơn, bởi vì nó còn tồn tại được lâu hơn là tâm. Chúng ta biết tại sao? Bây giờ mình học video pháp là mình có câu trả lời một cách cụ thể đấy. Sắc pháp cũng vô thường thôi. Bây giờ mình học đến đây là mình có câu trả lời cụ thể đấy. Mình biết tại sao cái anh này như dài hơn anh này đấy. Dạ. Tại vì tâm nó có ba sắc nè thôi. Vậy sắc pháp là bao nhiêu? 17 á. cái bế đầu đúng rồi đấy, tức là tâm chúng ta nó chỉ có 3 sát na. Trên thực tế nó là 3 tiểu sát na, một tâm tức là nó một sát na đấy, nhưng mà nó có chia ra thành cái này gọi là tiểu sát na. Dạ. Đây sao 51. 17 là cái số nào ạ? À? 17 x 3 51 đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Nhưng mà tại sao mà có cái 51 ở đây? Bởi vì sắc tụ đi với 3 hộ, 3 cái hộ nó mong thôi. Ba cái section của cái gì? Ba cái đó là ba cái thời của cái gì chứ mới nó mới ra được chứ. Nó mới ra. Ba cái sao của cái. Dạ đúng rồi, chúng ta thấy là nói nên nó chưa có đúng thôi, tức là ý thì đúng rồi, tức là chúng ta thấy là lần trước chúng ta học cái tiến trình tâm đó, chúng ta có 17 sát na tâm, tức là 17 sát na tâm đấy đó, tức là nó có, tức là vừa tâm vừa cảnh trong đó. Chúng ta thấy là một cái tâm của chúng ta ấy là nó có 17 sát na, mà một cái tâm này nó chia ra 3 cái tiểu sát na sinh trụ diệt nữa thì nhân lên nó thành 51, cho nên là một cái tâm, tức là chúng ta thấy là nó có sắc pháp và danh pháp nó tồn tại. Tức là chúng ta từ giống như là có cái ví dụ chúng ta đưa ra trước đấy, tức là nghe cái tiếng xung động, tức là có cảnh, có vật, để có sắc pháp, rồi có tâm pháp, hai cái nó cộng lại, tức là nó diễn ra đầy đủ một cái quy trình của nó, thì là nó có 17 sát na, là sắc có gồm cả sắc trong đấy, thì chúng ta nó tạo thành một cái sắc pháp và cái danh pháp. Thì chúng ta thấy là khi mà cộng lên, nó nhân với cái tâm này với cái sắc pháp thì nó thành ra nguyên một cái sắc pháp này, nó gồm cả danh và sắc, đấy 51. Còn anh này nó có 3, rất rõ ràng là nó dài hơn rất là nhiều. Chúng ta thấy là cái sắc pháp nó tồn tại dài hơn rất là nhiều, mà chúng ta không coi nó là thường hằng vĩnh cửu, mà chúng ta cho cái nó có 3 cái nháy mắt một cái, không được cái nháy mắt nữa, mà chúng ta cho nó là trường cửu là một cái rất là vô lý. Cho nên là Đức Phật nói rằng là thà rằng coi sắc pháp nó là trường cửu hơn là coi cái tâm này là trường cửu. Thì chúng ta thấy là khi mà học đến vi diệu pháp đây, chúng ta thấy được cái điều đó, là tâm nó chỉ một cái tâm nó chỉ tồn tại trong 3 cái tiểu sát na thôi, nhưng mà sắc pháp thì nó sẽ có thể lên tới 51. Này được chưa?
có khó hiểu không? Sao? Thì chúng ta đấy đúng gần, tức là một cái tâm ấy, thì chúng ta như lần trước chúng ta học cái định nghĩa là một cái tâm nó, tức là sắc mạng quyền nó có đầy đủ cái tuổi thọ của nó là cả về tâm và cả về một cái đời sống. Và một cái tâm thì nó chỉ có ba, chia ra làm ba cái tiểu sát na. Và chúng ta thấy là một cái tâm này nó có 10, nên là cái tiến trình tâm của nó là có 17 sát na, mà nó chia ra nhân với lại ba cái tiểu sát na, mỗi một cái nó có sinh trụ và diệt, sinh trụ và diệt, cứ một cái sát na cho đến số 17 đó. Như một cái là thành ba. Một sinh lên trụ và diệt, 17 nhân với 3 nữa thì thành 51. Tức là một cái quy trình của tâm pháp và sắc pháp nó thành ra 51. Cho nên là để mà thành một cái sắc pháp, tức là chúng ta khi mà có sắc pháp, tức là nó sẽ tồn tại cả đời sống thì pháp đấy, thì nó thành ra 11, thành 17 nhân với 3 thành 51. Cho nên là nó tồn tại lâu hơn so với một cái tâm riêng biệt của nó là có 3 sát na thôi. 51 mà so với 3 chúng ta thấy là tồn tại dài hơn rất là nhiều. Dạ, được chưa? Cho nên là Đức Phật mới có cái câu này đấy. Tức là thà coi cái sắc pháp nó là trường kiểu còn hơn là... Và như vậy chúng ta thấy là đó là về cái tâm và về cái đời sống cũng vậy. Chúng ta thấy là để mà được thành tựu được cái sở hữu mạng quyền, tức là chúng ta đầy đủ tuổi thọ về cái tâm gồm có ba sát na, và về một cái đời sống là chúng ta cũng phải bảo tồn, ráng duy trì bảo tồn cho nó, đừng để cho nó giữa chừng nó bị gãy gánh. Chẳng hạn như là chúng ta thấy là đời sống của một hữu tình chúng ta là 100 năm đi, thì chúng ta ráng duy trì cho cái mạng quyền của chúng ta được trọn vẹn 100 năm. Và sao? Không, tới đây là, tức là có những người chỉ có được, tức là mình nói chung chung thôi, có, tức là trung bình ý, là mình lấy cái số này cho nó to to một chút thôi. Còn mình 70, 80 tức là cũng là thọ rồi. Tức là cái đời sống của một hữu tình như con người chúng ta ấy là được 100 năm, thì chúng ta ráng duy trì nó được 100 năm. Và khi mà chúng ta sống đến đúng cái mức độ này ấy, mà chúng ta mệnh chung ấy, là tức là chúng ta duy trì được cái, chúng ta thành tựu được cái mạng quyền ấy, tức là cái phước chúng ta rất là tốt, chúng ta duy trì đầy đủ cái tuổi thọ của mạng quyền đầy đủ, tức là nói một cách khác là chúng ta chết đúng thời. Còn chúng ta thiếu phước thì chúng ta sẽ chết không đúng thời hay cái gì đó. Cái đó được rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta thấy là chúng ta duy trì được tuổi thọ 100 năm, tức là chúng ta chết đúng thời. Vậy bây giờ mình có mấy cách chết rồi? Có nói chưa? Vậy bây giờ mình có mấy cách chết? Có nói rồi đúng không? Đúng rồi đấy, có 4 cách chết. Cái này nói ra để cho mình, ai mà muốn ham sống thì chúng ta dựa vào đây để chúng ta tìm cách. Có 4 cách chết. Chết thứ nhất là gì? Mạng hết, tức là mạng quyền hết đó, tuổi thọ hết này. Thứ hai là cái gì? Cái gì? Nghiệp hết, tức là thọ hết đấy. Chúng ta sinh ra cái mạng này tức là do nghiệp. Cái sắc pháp và cái danh pháp chúng ta là do nghiệp sinh. Lần trước, cái buổi trước chúng ta có phân biệt giữa một hữu tình với lại cây cỏ đấy. Cây cỏ ấy là do cái sắc thời tiết với sắc vật chất nó tạo nên, cho nên nó không phải là cái sắc nghiệp. Cho nên chúng ta có cắt cây cỏ nó không phải là sát sinh. Còn chúng ta ấy là do nghiệp tạo, cho nên là chúng ta sát sinh một cái hữu tình mà do nghiệp tạo là chúng ta phạm giới sát sinh. Thọ hết tức là do nghiệp. Sao? Tự thì cũng được. Có 4 cái, tức là đúng rồi, cái đó là chết bất đắc kỳ tử đó.
Ngay còn gọi là có biến cố. Đúng rồi, chết đột ngột, chết biến cố tức là có một cái lý do gì đó nó cắt ngang qua mà nó không có theo cái nghiệp hay cái gì hết. Nó cái đấy là 4. Cái này là 1 đi. Còn cái thứ hai đây gì? Phước hết, đúng rồi. Phước hết thì phước lớn. Phước hết mới chết thì phước lớn rồi chết. Phước hết 2. 3 là cái gì? Đúng rồi, hai cái này cùng hết, thọ và phước đều hết. Như vậy là chúng ta có 4 cách chết. Chúng ta thấy là phạm phải 4 cái này là chúng ta phải chết thôi. Ví dụ như là đời sống chúng ta mà 100 năm là chúng ta sống đến 100 tuổi là chúng ta phải chết rồi, dù phước chúng ta có lớn cỡ nào đi nữa chúng ta cũng phải chết. Ví dụ như là Đức Phật, chúng ta thấy rồi, Đức Phật là cái người phước rất là lớn, chư thiên đâu có thể so được với phước của Đức Phật, mà chư thiên người ta tuổi thọ cả triệu triệu năm mà Đức Phật có 80 tuổi ngài chết rồi, ngài mua có giỏi lắm thì ngài đến 120 tuổi thì so bằng không bằng một chút xíu của chư thiên. Chúng ta thấy rõ ràng là mặc dù phước ngài rất là lớn nhưng mà cái thọ tuổi thọ hết là ngài cũng phải nhập niết bàn thôi. Còn phước hết là chúng ta thấy là giống như ai à? phước hết là có cái ví dụ nào? Hết phước là giống như chúng ta có cái câu chuyện của cái ông Sa Di mà có mười mấy tuổi mà ông thầy ông nhập định đó, ông nói là cái nghiệp đến đấy là phải chết để cho về nhà để thăm ba mẹ đó. Nên phước hết, ông nhập định thấy là phước hết rồi, không có cứu chữa được nữa, nên phước hết là phải chết thôi. Đó, phước hết là ví dụ như cái ông Sa Di đó. tức là theo như cái nhập định của ông thầy đó, ông thấy là phước hết rồi là phải chết rồi, không còn cách cứu nữa, ông muốn cứu nhưng mà cứu không được. À, còn cái khúc sau từ từ đi, khúc sau từ từ mình tính. Tôi thường thấy là rõ ràng là phước hết là phải chết. Rồi cái thứ ba nữa là phước cũng hết và tuổi thọ cũng hết, thì cái này là hết cái cứu chữa rồi. Cái này là chắc chắn phải chết thôi, chứ không có làm cái cách gì hơn được nữa. Phước có lớn như Đức Phật thì cũng phải chết, mà tuổi thọ tức là tuổi thọ hết mà phước lớn như Đức Phật cũng phải chết, mà phước có hết mà tuổi thọ còn, tức là 100 năm mới sống được 13 tuổi, còn tới 80-90 tuổi, 80-90 năm nữa mới chết, mà phước hết thì cũng phải chịu thôi. Cho nên hai anh này mà đã hết là không còn đường cứu chữa nữa. Rồi thứ ba nữa là chết bất đắc kỳ tử, thì cái này nhiều khi phước cũng còn, vẫn còn, tuổi thọ cũng vẫn còn, nhưng mà do một cái biến cố gì đó, chẳng hạn tai nạn hay là anh tự kết liễu, do một cái biến cố nào đó anh ấy quân trí lên cái tự nhiên anh ấy tự vấn, thì tức là bất đắc kỳ tử, tức là cái phước lúc đấy anh ấy, tức là lúc đó gọi là có một cái gì đó nó xen ngang qua chứ nó không thuộc cái phạm vi của mấy cái này nữa. Thì cái đó là chúng ta tự chung chỉ có 4 cái cách chết đó thôi. Thì chúng ta thấy là như ở trong đây có đưa ra cái ví dụ là giống như cái đèn đó. À đúng rồi, chúng ta thấy là chúng ta thấy là tuổi thọ hết thì giống như thế nào, giống như là cái tim đèn nó hết này, phước nó hết, giống như là cái dầu nó hết. Còn nếu mà cả tim mà cả dầu hết nữa thì coi như là chúng ta phải chết. Còn có biến cố tức là tim còn, dầu còn, nhưng mà gió thổi tắt hay cái gì đấy là nó thành ra là chúng ta phải chết. Như vậy chúng ta thấy là có 4 cách chết và chúng ta chấm dứt cái mạng quyền của chúng ta theo 4 cái cách này. Cho nên là chúng ta phải tìm cách giữ cái mạng quyền của chúng ta sao cho đầy đủ 100 năm. Tức là tính chung chung á, chúng ta ráng giữ gìn. Tại sao chúng ta cần phải giữ gìn?
Bây giờ mình không giữ thì mình cũng tu thôi. Nhưng mà nó có cái lý do của nó, thì đúng là để tu đấy, nhưng mà nó có cái lý do của nó. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện của tỳ kheo Mahanadi mà cứ đi theo Đức Phật mà xin ngài giảng pháp không? Dạ. Không, lúc đấy ông cũng không phải là quá già, tức là đi xin thấy ông ấy tu gần đắc đạo đó, mà ai cũng cho là đắc đạo, mà ông biết ông không có đắc đạo, mà cái cơ hội ông nói là nếu mà muốn đắc đạo được thì chỉ có gặp Đức Phật thôi, thì ngài mới khai thị cho thì mới có thể đắc được đạo. Thì lúc đấy là may sao Đức Phật tới chú xứ của ông mừng lắm, ông mới canh Đức Phật xem là cái lộ trình của ngài đi khất thực như nào để xin Đức Phật giảng đạo đó. Thì hôm nay ông biết là Đức Phật sẽ đi con đường này, ông đứng ông canh trước chờ Đức Phật vừa đi qua cái ông đi theo, ông xin Đức Phật là ngài giảng đạo cho con lần thứ nhất, lần thứ hai Đức Phật đều nói rằng là phi thời, cho nên ngài không giảng pháp. Đến lần thứ ba ông mới đưa ra cái lý do, nói là Đức Phật nói là vô thường, mạng nay còn may, lúc này còn lúc kia mất, mà chờ ngài đến lúc mà ngài ăn xong với ngài ngọ chai xong rồi mới thuyết pháp, lúc đấy làm ra chết thì sao. Cho nên là Đức Phật vì thế mà ngài phải thuyết pháp, và khi mà thuyết pháp phi thời đó, khi mà thuyết pháp xong thì chúng ta thấy ông đắc quả xong cái là chết đó. Thì chúng ta thấy là ví dụ như chúng ta thấy là thọ mạng mà 100 tuổi, ví dụ đến năm 70 tuổi chúng ta đắc đạo, giống như Bahadali chẳng hạn, 70 tuổi chúng ta đắc đạo mà 69 tuổi chúng ta ngủm tiểu rồi. Là chúng ta không nói sáu thì nói 69 thì chúng ta gần được 69 tuổi, chúng ta thấy chúng ta tu bằng đấy năm rồi, còn có chút xíu nữa chúng ta đắc đạo giống như ông Bahadali, mà chết trước cái là làm sao, chúng ta lại phải tái sinh lại phải học lại từ đầu và hành trì rất là từ đầu. Hoặc giống như cái câu chuyện của cái vị đệ tử ngài Xá Lợi Phất đó, hay cái ông nhỏ nhỏ đấy, tức là khi mà ông là đúng là khi mà ông Sa Di ông về ông ngồi thiền, ngài Xá Lợi Phất không biết là sắp đắc quả nên xém gõ cửa đi vô, thì Đức Phật phải đứng ra can thiệp. Chúng ta nhớ cái câu chuyện đấy ạ, Đức Phật phải can thiệp để cho ngài Xá Lợi Phất đừng có gõ cửa. Thì sau đó thì vị Sa Di đó đắc đạo, quán chiếu xong đắc đạo. Nếu mà interfere vào cái là vị Sa Di đó lại phải quán chiếu lại từ đầu, rất là công phu, rất là khó có thể mà vô được cái đạo quả đó. Cho nên là chúng ta thấy là cái lý do mà chúng ta phải giữ gìn cái mạng quyền chúng ta cho nó đầy đủ cái tuổi thọ là bởi vì chúng ta có thể đắc đạo được, biết đâu chúng ta đắc đạo được mà chúng ta cắt ngang cái mạng sống đó, không biết là chúng ta có được làm lại người không, mà có thể có tu được nữa hay không. Cho nên là chúng ta phải giữ gìn và phải duy trì cái mạng quyền của chúng ta cho nó được đầy đủ. Thì cũng giống như là cũng tương tự như là chúng ta phải trong cái quá trình tu là chúng ta phải luôn luôn giữ gìn cái chánh niệm của mình, đừng để mất chánh niệm. Đấy, chúng ta biết lý do tại sao mà chúng ta phải giữ gìn chánh niệm không? Chánh niệm đây tức là chúng ta phải giữ gìn một cách liên tục, không bị gián đoạn. Thì cũng giống như vậy, chúng ta giữ gìn cái mạng quyền của chúng ta, mạng căn của chúng ta liên tục cho đến 100 năm, đừng để phải gián đoạn. Ví dụ mà 70 tuổi gián đoạn là chúng ta thiệt thòi rồi. 70 tuổi chúng ta đắc đạo, 69 tuổi mà chúng ta không giữ gìn mà chúng ta mất là chúng ta thiệt thòi rồi. Và tương tự ở đây, chúng ta phải luôn luôn giữ chánh niệm, đây cũng giống như vậy. Bởi vì nó có ba cái lý do mà chúng ta phải luôn luôn giữ gìn chánh niệm. Cho nên Đức Phật chúng ta thấy là rõ ràng ngài nói rằng là ngài luôn sống trong tỉnh thức và luôn sống trong chánh niệm, là vậy. Chúng ta lúc có chánh niệm, lúc có không có, cho nên là chúng ta không có đắc đạo và không có an trú ở trong đạo được, là vậy. Sao chúng ta biết có ba cái lý do mà chúng ta phải giữ chánh niệm? Thứ nhất là chúng ta không biết là chúng ta tạo ác nghiệp lúc nào. Không biết rằng là chúng ta sẽ tạo ác nghiệp lúc nào. Nếu mà mất chánh niệm cái là chúng ta thấy là cái việc đó, ví dụ mà cái việc mà có một cái gì đó nó rất là, chẳng hạn như là có một cái của tài sản của ai đó mà để tơ ra, mà chúng ta thấy là chúng ta không giữ gìn chánh niệm, cái tâm tham nó nổi lên là chúng ta có thể phạm vào cái việc trộm cắp bất kỳ lúc nào. Mà tương tự như vậy, ác nghiệp chúng ta có thể tạo bất kỳ lúc nào nếu mà chúng ta sơ sẩy cái chánh niệm ra.
Cái thứ hai là không biết chết lúc nào. Đời sống 100 năm nhưng mà không biết là chúng ta chết lúc nào. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn giữ gìn chánh niệm. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà lúc mà chết chúng ta mà thiếu chánh niệm đó, thì có thể là những cái ác pháp nó len lỏi vào cái cận tử nghiệp của chúng ta. Giống như cái ví dụ bà Mạt Lại Phu Nhân đó, chúng ta thấy là suốt một đời làm thiện nhưng mà đến lúc mà cái nghiệp nó dối, nó khởi lên mạnh mẽ, nó mất cái chánh niệm đấy, nên là bà phải đọa xuống địa ngục là vậy. Cho nên là cái thứ ba mà chúng ta cần phải giữ chánh niệm liên tục, nó là chúng ta không biết chúng ta chết lúc nào. Mà khi mà mất chánh niệm mà chết mà trong cái lúc mà cái tâm của chúng ta mà nó bị loạn động và ác nghiệp nó khởi lên đấy, thì chúng ta sẽ bị rớt xuống những cái khổ cảnh. Và khi mà rớt xuống khổ cảnh rồi thì không biết là chúng ta có cái khả năng nào mà chúng ta đi ra được không. Một khi mà chúng ta đã rớt xuống cái vũng bùn đó, chúng ta khó khả năng, chúng ta không phải là bậc giải thoát giác ngộ, chúng ta khó có thể tự mình mà rút chân ra khỏi được đó. Là cái thứ ba là không biết đắc quả lúc nào. Thì chúng ta thấy là chúng ta tu mãi đến 69 tuổi mà chúng ta ngừng lại cái là 70 tuổi chúng ta đắc đạo rồi. Hoặc như lần trước có kể cái câu chuyện của cái cô ni sư gì đó, là tu hành nhiều lâu rồi mệt quá chán này, bắt đầu mới đi hai kinh đó, hai kinh té cái lầm cái thì tự nhiên nó thấm tương trao trong đấy, bừng tỉnh giác ngộ đó. Chúng ta, cho nên chúng ta thấy là cần phải giữ ác nghiệp, cần phải giữ chánh niệm. Mình làm ác là quen rồi, cho nên mà viên ra là nó quen được cái đó, đó là cái tập khí của con người, của chúng sinh thôi. Cho nên chúng ta thấy là chúng ta phải giữ cái chánh niệm, bởi vì chúng ta không biết là chúng ta đắc quả lúc nào. Bởi vì đến cái giây phút đó chúng ta đắc quả rồi mà chúng ta xa rời cái chánh niệm ra, cái là tự nhiên là chúng ta thấy là chúng ta thiệt thòi rồi, công phu của chúng ta lại phải trở lại từ đầu. Thì đó là cái ba cái nguyên nhân mà chúng ta phải giữ gìn chánh niệm. Rồi bây giờ chúng ta quay lại như vừa nãy đã hứa đó. Thọ hết. Chúng ta thường thường là ham sống sợ chết, và bao giờ chúng ta cũng muốn là chúng ta sống cho dài dài một chút. Bây giờ chúng ta muốn mà kéo dài tuổi thọ thì chúng ta phải làm gì? Muốn duy trì, thế là ít nhất là chúng ta tới tuổi thọ của chúng ta là 100 năm. Bây giờ chúng ta muốn giữ gìn, nên là duy trì, ít nhất là duy trì để sống được 100 năm, hoặc là chúng ta muốn sống dài hơn nữa. Chúng sinh tham sống sợ chết mà, ai không muốn mình sống thọ. Bây giờ chúng ta thấy là cuộc đời nó cũng không như ý chúng ta, nhiều khi nó bất đắc kỳ tử, nhiều khi chúng ta có mười mấy, 20 chết, chúng ta nhìn cái gương ấy chúng ta đâu có muốn. Bây giờ chúng ta muốn mà duy trì cái tuổi thọ ít nhất được đúng cái mạng quyền của chúng ta, hoặc là dài hơn nữa, thì chúng ta phải làm gì? Không, chánh niệm mới là để tránh là chúng ta có thể là tạo ác nghiệp, tránh là chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào mà nó cái ác nghiệp nó khởi lên thôi, hoặc là tránh, có thể là chúng ta đắc quả bất kỳ lúc nào. Còn đây là cái này là nó similar với cái này giống thôi, chứ còn nó không có liên quan đến cái này là mở rộng thêm thôi. Còn bây giờ ấy là chúng ta thấy là như đã nói là có bốn cách chết. Tức là thọ hết là chúng ta phải chết, phước hết chúng ta phải chết, để thọ hết và phước cũng hết và bất đắc kỳ tử. Bây giờ chúng ta muốn mà cái tuổi thọ, đúng rồi, chính xác mấy vị nói, tức là tuổi thọ hết là chúng ta không có thể có phương cứu chữa này. Tuổi thọ hết là như Đức Phật, thì chúng ta thấy cũng nói là chúng ta có nghe cái câu chuyện của ông Tần Bà Sa La đúng không? Ông Tần Bà Sa La khi mà ông ấy chết đó, tức là một cái Phật tử rất thuần thành, có sự tu tập. Sau khi mà ông ấy chết thì ông được sinh lên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương đó. Thì cái tuổi thọ, tức là có một cái người rất là quyền lực, tuổi thọ của ông rất là trên cõi chư thiên rất là nhiều, khoảng 8-9 triệu năm của chúng ta. Thì là ông có cái phước của ông lớn, ông có thể là sống dài hơn nữa, nhưng mà đến cái mức độ đó là cái tuổi thọ chư thiên hết là ông cũng phải mạng chung thôi, mặc dù ông có quyền lực, nên quyền lực nó không có thể giải quyết được. Cho nên là tuổi thọ hết là chúng ta không có cách nào để mà kéo dài ra được nữa. Còn phước hết như đã nói thì chúng ta có thể làm phước giống như Visadi này. Visadi đó đáng lẽ là 10
13, 14 hay gì đấy, là theo như ông thầy ông ấy nhập định ông thấy là sẽ phải chết. Nhưng mà khi mà vì sao gì này làm phước ấy thì tự nhiên cái tuổi thọ nó được kéo dài ra, ông trở về lại, thì ông thầy rất là ngạc nhiên. Thì như vậy là làm phước là có thể kéo dài được tuổi thọ, có đúng không? Chắc không? Chắc không? Làm phước như nào? Không là như nào? Mình làm phước, mình phước nó ôm nó trên cái mức phước độ của thế gian mà mình đi ngoài mỗi khi mình làm. Cái đó thì nó khác rồi. Bây giờ mình đang nói là đang dừng lại thế gian này, tức là mình đang muốn kéo dài tuổi thọ của mình ra, hoặc là muốn sống trọn cái đó thì mình làm phước thì cũng đúng rồi đấy, nhưng mà chưa đủ. Để tổng hợp lại, làm phước thì đúng rồi đấy, nhưng mà chưa đủ. Bây giờ ví dụ như mà cái tuổi thọ giống như Sa Di, ông 13 tuổi ông chết, mà bây giờ mình đem tiền ra mình cho cơm, cho gạo, hay là bố thí mì gói cho người ta, vậy mình có nhiều người làm hoài mà đâu có thấy chúng ta thấy là nhiều người cũng đi làm phước dữ lắm chứ, cho cái này cho cái kia mà cuối cùng chết non, vẫn chết non à. Chúng ta mở lại cái bài kinh hình như là tiểu nghiệp phân biệt hay đại nghiệp phân biệt trong kinh Trung Bộ ấy. Đức Phật có phân biệt về nghiệp ấy, tức là chết yểu là do cái gì, sống lâu là do cái gì ấy. Chúng ta thấy làm phước thì đúng rồi, nhưng mà không phải phước gì cũng kéo dài tuổi thọ. Phước mà nhưng tức là Đức Phật nói là ai mà chết yểu ấy là do sát sanh, cái gì nữa rồi, không có tử tâm. Rồi não hại chúng sinh, vân vân vân. Như câu nói cũng đúng đấy, tức là mình làm những cái phước mà nó khởi lên cái từ tâm và nó giúp cho cái tuổi thọ của chúng sinh, tức là mỗi một thứ nó có một cái đặc chủng để trị, cái thuốc đặc chủng để trị của nó. Tức là muốn mà tuổi thọ dài thì như thế này, còn muốn đẹp ấy thì chúng ta phải như thế này, rồi còn muốn mà giàu sang thì chúng ta phải như thế này. Đó. Cho nên là muốn kéo dài tuổi thọ thì chúng ta thấy là phải ăn thua, cái quan trọng là cái chỗ này. Phóng sanh nhưng mà chưa chắc là chúng ta đã có cái này. Đó. Nhiều khi phóng sanh chúng ta làm trong phong trào. Cho nên được chưa chắc. Tôi thấy là bỏ biết bao nhiêu tiền của ra, nhưng mà chúng ta thực sự trong tâm chúng ta không có những cái này thì nó cũng không có lợi ích hết. Tất nhiên là nó cũng có những cái lợi ích của nó, nhưng mà nó không, cái ý của chúng ta, tức là chúng ta làm theo phong trào, theo cái lời dưỡng thế gian thì nó có nhiều khi nó còn có tác dụng phụ của nó. Cho nên là chúng ta thấy là chúng ta muốn kéo dài tuổi thọ thì chúng ta phải làm phước, và phước nó phải liên quan đến những cái này. Như vậy được chưa? Chưa, từ chưa đúng, chưa đủ. cái đó 90% là chưa, cộng với cái vừa rồi ấy là mới được 100% của cái này thôi, nhưng còn chưa đủ, vẫn còn thiếu nữa. Chưa chắc chúng ta làm cái này mà chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ, vẫn có thể chết yểu được. Làm rất nhiều phước liên quan đến cái này nhưng mà chúng ta vẫn có thể chết được mà không đủ tuổi thọ. Nhiều khi mấy ông thầy tu cũng chết yểu thôi. không phải nhiều nói ăn uống, nhưng mà chúng ta có biết ông Hòa Thượng trên Vũng Tàu không? Thầy thọ giới, thầy mỗi lần thấy ông, tức là ông cụ Hòa Thượng đó, Hòa Thượng Chí Tịnh mà Vũng Tàu chứ không phải ở trong Sài Gòn đấy, ông nổi tiếng là ông không biết làm sao cái bụng dạ sao khỏe ghê luôn, năm nay là 90 mấy tuổi rồi
là sống ở trên núi 93, 94, 95 thì đó, ăn toàn đồ thiêu thối đồ mốc thôi. Mấy lần lên ấy là mấy lần lên thăm ông cụ ấy, ông cứ đưa cho cái bát chè mà nó mốc mốc xanh xanh ra cho ăn. Xong xong rồi có một lần ấy lên thì tử tế kêu đệ tử kêu vắt cho sư ông, tức là ngoài Bắc ấy thì gọi là sư ông, tức là mới là đi khéo ấy, nói mày sư ông đi xa về mày vắt cho sư ông công đức cam sư ông uống. Nên bừng lên công đức cam xong cũng khề 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 cũng cười, chả biết sư ông uống được không, toàn thương binh liệt sĩ không ấy. Thế rồi thì cam toàn đồ thiêu đồ thối rồi ra vắt rồi, mà cũng hay cái bụng dạ không sao mà chúng ta thấy là ăn toàn đồ mà ông cũng toàn ăn đồ đó không à? À, mà không hiểu sao mà vẫn khỏe, vẫn leo núi 90 mấy tuổi, cho nên chúng ta thấy là ăn uống nó không phải là cái vấn đề ở đây. À, chúng ta thấy là muốn kéo dài tuổi thọ, thứ nhất là chúng ta thấy chúng ta làm phước là được rồi đó. À, chúng ta cứ dựa vào bốn cái này này, thọ hết là chúng ta không có cứu chữa được rồi, phước hết là chúng ta làm phước thì cũng khả dĩ rồi, mà thọ hết phước hết là chúng ta không làm gì được hết rồi, còn cạnh này thôi. Chúng ta thấy chúng ta làm phước rất nhiều nhưng mà chúng ta chết bất đắc kỳ tử, chúng ta đâu tránh được. Chúng ta thấy điều này không? Chúng ta làm phước rất nhiều nhưng mà ra ngoài kia đó là cái ở phía ngoài mà, cái duyên ở ngoài chúng ta đâu có control được. Nghiệp đó là cái này này. Cái này không phải nghiệp, cái này là cái mà nó xen ngang, mà xen ngang tức là nó hiện thời, tức là hiện ảnh, chúng ta đừng có đổ cái gì hết, cái gì cũng đổ cho nghiệp. Chánh niệm không cứu chữa được. cái này là bất đắc kỳ tử không? Công nghiệp tức là nhiều người gom lại một cái chỗ mà tự nhiên ấy, còn đây là vẫn là biệt nghiệp chứ. Nhiều khi chúng ta đi ra ngoài kia mà cái xe nó tông vô mà chúng ta mất cái mạng quyền là chúng ta thấy là cũng là biệt nghiệp. Không hoàn toàn, chúng ta đừng nghĩ rằng là ra ngoài kia xe tông cái là nghiệp quá khứ, không có đúng. Chúng ta thấy là nói là dài dòng nhiều thứ, nó liên quan nhiều thứ quá. Lần trước chúng ta học là cái nhân của tâm đó, nó có nghiệp quá khứ, rồi nó có sở hữu tâm, rồi có cảnh và có vật, còn nhớ cái đó không? Bốn cái đó thì chúng ta thấy là nhân của tâm. Sáng này sao? Đây. Này giống magic power quá. Chúng ta thấy là lần trước tôi có học là nhân của tâm. Chúng ta học cái bài tâm vương đó. Nhân của tâm có 4, tức là nghiệp quá khứ, rồi sở hữu tâm tức là cái trạng thái tâm của chúng ta bây giờ đó, rồi cảnh thì đấy, những cái cảnh xung quanh giống như là xe nó đi ngang qua nó động hay gì đấy, vật tức là chúng ta nói là những cái sắc thần kinh của chúng ta đó, tức là nhân của tâm nó có 4, cho nên là chúng ta thấy là cái nghiệp quá khứ đó chỉ là một phần tạo nên cái nhân của tâm thôi, 1/4 thôi, không có thể cái gì đổ cho nghiệp quá khứ hết được. Cái này chúng ta thấy là cảnh này, ví dụ cái xe nó đông vô nó cắt ngang cái mảng quyền, nó là cái cảnh bên ngoài chứ chúng ta không thể đổ hết cho tâm được, không thể đổ hết được cho nghiệp quá khứ. Nên chúng ta giải quyết được là có một cách để kéo dài tuổi thọ, tức là làm phước, nhưng mà cái phước này nhiều khi nó không có đủ để nó, chúng ta thấy là làm phước chúng ta đủ để kéo dài tuổi thọ đến 100 năm, nhưng mà nó vẫn còn rơi vào cái trường hợp thứ tư này, tức là chết bất đắc kỳ tử, là nó không có liên quan đến phước hay không liên quan đến thọ. Như vậy thì chúng ta giải quyết cái anh này là chúng ta sẽ ra cái cách tiếp theo để mà kéo dài tuổi thọ. Cái này là cái ngoại cảnh đúng không? Ngoại cảnh nó tác động vào. Bây giờ chúng ta phải làm cách nào để chúng ta không bị ngoại cảnh nó tác động vào chúng ta được? Chánh niệm không đủ. Chánh niệm không đủ. Chánh niệm là tức là chánh niệm là để ví dụ mà chúng ta nhỡ chết bất đắc kỳ tử là chúng ta vẫn có chánh niệm, là chúng ta không có bị đọa thôi. Thì chánh niệm nó không lôi chúng ta lên để mà kéo dài từ thọ được. Tất nhiên có chánh niệm ấy thì nó cũng dài ra đường chốt, bởi vì chúng ta thấy là cái thân tâm chúng ta đã điều hòa, chúng ta thay vì chúng ta sống 70 chúng ta sống thêm 71 tuổi.
cái để thiền thì nó không có cái gì cả, bán nghe mình được. Thì đây đã nói là nhiều ông thầy tu thiền mà vẫn chết đoan nó thôi. Cẩn thận sao được cái này ngoài cảnh mà đi ra ngoài chúng ta thấy là nhiều khi ở nhà có cái, không biết là cái câu chuyện có thật không, thấy ở Việt Nam kể có ông nhà cái ông đang ăn sáng uống cà phê trong nhà tự nhiên cái xe nó lao rổ cái tường rơi cái dầm đông ông chết. À đó, thì đấy chúng ta thấy là chúng ta đâu có cẩn thận được, chúng ta ngồi trong nhà an toàn có đấy mà sao cái xe nó tông lên chúng ta đâu có biết được. Ngoại cảnh ấy, là chúng ta không, chúng ta thấy là ngoại cảnh nó tác động vào, cho nên là chúng ta phải làm sao chúng ta làm chủ được ngoại cảnh. Có cái cách nào làm chủ được ngoại cảnh không? Không đi đâu ở nhà cũng chết rồi thôi. Còn nhớ bài kinh Tiền Bộ không? Mình thấy mình lên mình cũng xin Phật nhiều lắm, cũng xin Phật nhiều lắm mà cũng chả thấy được cái gì cả. Kinh Trường Bộ, cái bài mà học rồi đó. Thì cái bài gì mà nó liên quan đến mà rút cái mạng quyền tức là chết đó. Bài kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật đó, đó là cái ví dụ mà chúng ta thấy là kinh luật luận nó cứ liên hệ rất nhau, nó liên hệ nhau chứ nó không có tách rời nhau. Đức Phật ngài gợi ý cho ngài An An đó, tức là ngài nói rằng là ta là cái gì đấy, tức là ta muốn ta có thể kéo dài tuổi thọ sống thêm đó, thay vì 80 tuổi mà ngài có thể sống đến 120 tuổi đó. Sao muốn cái này á? Không phải à. Chúng ta thấy là rất rõ ràng nha, Đức Phật đó là cái view chúng ta liên hệ lại thôi. Chúng ta thấy là Đức Phật là cái người làm chủ tình thế đúng không? Tức là ngài nói rằng là 3 tháng nữa này An, tức là 3 tháng nữa ta sẽ nhập diệt chẳng hạn. Thì xong ngài có ý, ngài nói rằng là này An, Như Lai là người đã làm cái gì đó, ngài có thể là kéo dài tuổi thọ cho đến hết một kiếp này, hoặc có thể hơn lên nữa, có thể nhỉnh hơn một cái kiếp này, ví dụ thay vào thọ 100 tuổi ngày thọ đến 120, tức là có thể sống hết cái phần đời còn lại, tức là ngày 80 ngày có thể sống được lên đến 20 tuổi nữa hoặc hơn lên nữa, là 20 tuổi nữa là 100, hoặc là có thể hơn lên cái kiếp sống còn lại, tức là có thể lên đến 120. Thì ngài làm cái cách gì? Đúng rồi, túi thần túc. Cho nên là Đề Bà Đạt Đa muốn sát hại ngài không được, thả voi ra sát hại ngài không được, bởi vì là ngài có tu tập tứ thần túc. Ngài nói rất rõ ràng là này An, Như Lai là người đã tu tập lão luyện tứ thần túc, cho nên nếu mà ngài muốn, ngài có thể sống hết cái phần còn lại của kiếp sống hoặc có thể dài hơn nữa. Ngài nói rất rõ là ngài đã tu tập tứ thần túc, mà tu là phải lão luyện, phải thành thục. Tứ thần túc là gì? Dục nhi ý túc. Rồi cái gì? Tinh tấn nhi ý túc. Rồi tâm nhi ý túc. Rồi tuệ. Dục tức là mong muốn, tức là chúng ta mong muốn chúng ta sống hết được tuổi thọ, chúng ta mong muốn chúng ta không bị chết bắt bất đắc kỳ tử, là chúng ta phải nhờ cái này. Dục là mong muốn, và muốn mà có được cái dục thần túc thì chúng ta phải làm gì? Dục là mong muốn á, ước nguyện á. Chúng ta quay lại cái bài kinh ước nguyện trong kinh Trung Bộ. Nếu mà tỳ kheo muốn người ta được cung kính, muốn người ta được cái gì đó thì chúng ta quay lại giữ giới. Chúng ta thấy là nó lại liên quan, lại quay trở lại chúng ta phải tu giới, tu định, tu tuệ. Thì nhờ những cái đó mà chúng ta có được dục thần túc. Khi mà có được dục thần túc, tức là mong muốn như ý muốn đó, thì chúng ta thấy là khi mà mong muốn những cái điều tốt đẹp, chúng ta đi trên con đường tốt đẹp thì tự nhiên chúng ta ham muốn. Ham muốn đây không phải ý xấu, mà tức là chúng ta thấy là cái con đường tốt đẹp thì chúng ta thấy là chúng ta nỗ lực hơn. Chúng ta thấy con đường đi rất tốt, chúng ta nó có một cái hỷ lạc ở trong đó, thì chúng ta muốn đi tiếp. Cho nên là nó sẽ khởi lên cái sức tinh tấn. Cái tinh tấn chúng ta biết rồi, nó sẽ đưa đến cái tâm, tức là cái định. Tâm thần túc tức là nó muốn nhấn mạnh về cái định.
Chúng ta tinh tấn thì cái sự nỗ lực tinh tấn, chúng ta thấy là như chúng ta lần trước chúng ta quán chiếu cái này nhiều lần đấy, là cái sức tinh tấn, và sức tinh tấn thì từ từ nó sẽ đưa chúng ta vào định. Đưa vào định thì chúng ta thấy là từ từ cái con đường tu thì nó sẽ là tuệ. Cho nên là Đức Phật nói rằng là Ngài tu tập tứ thần túc một cách lão luyện, cho nên là muốn thì Ngài có thể sống hết cái kiếp còn lại hoặc là dài hơn nữa. Cho nên là chúng ta thấy là phước ấy là chúng ta thấy là làm theo cái thế gian thôi. Thế gian tức là chúng ta có thể làm phước, chúng ta có thể kéo dài được tuổi thọ cho đầy đủ cái tuổi thọ của chúng ta, đầy đủ cái phước. Chúng ta sinh ra được làm người là chúng ta có phước, mà chúng ta yểu tử tức là chúng ta hết phước. Còn nếu mà chúng ta sống hết được đến cái tuổi thọ chúng ta là chúng ta đầy đủ cái phước đó. Còn chúng ta thiếu phước thì chúng ta bị cắt ngang. Cho nên là theo cái cách của thế gian đó thì chúng ta muốn kéo dài tuổi thọ của thế gian, theo cách thế gian thì chúng ta làm phước. Còn cái phước và tất cả những cái tuổi của thế gian đó, nó không có đủ sức mạnh để nó chống lại cái bất đắc kỳ tử này. Bởi vì nó là ngoại cảnh, nó xen vô, chúng ta không có control được. Cho nên muốn control được thì chúng ta phải tu tập tứ thần túc để có được cái ước nguyện như ý muốn. Ước nguyện tức là chúng ta thấy là chúng ta muốn có một cái tuổi thọ nó dài như vậy, thì chúng ta phải tu tập cái dục thần túc. Mà tập dục thần túc thì chúng ta quay lại, nên là cái ước muốn như như pháp, thì chúng ta quay lại cái bài kinh ước nguyện. Chúng ta mở ra chúng ta đọc, không biết bài số mấy gì đấy, số 5 gì đó. Để chúng ta tu cái dục thần túc thì chúng ta sẽ tránh được cái này. Đó là cái cách mà chúng ta, hai cái này, cái số 1 và số 3 là chúng ta không có thể làm gì hơn được nữa rồi. Chỉ có cái thứ 2, cái thứ 4, cái cách để mà đối trị cái thứ 2 thì chúng ta tu phước, phước như đã nói liên quan đến cái kia. Còn cái cách mà chúng ta đối trị mà bất đắc kỳ tử này đó thì chúng ta phải tu 4 thần túc này. Chúng ta cứ dựa vào kinh chúng ta làm thôi, nó có công thức nó ráp vô rồi. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ. Vậy là chắc chắn mình sẽ được 100 tuổi trở lên đó. Chắc mình nghỉ ở đây. Dạ, mọi thứ cũng được chứ hả? Dạ. Lời nhiều quá. Ráng tu mấy cái này để ít nhất được 120 tuổi. Có gì xe bớt tuổi cho thầy. Sao? Nhân của tâm tức là nghiệp quá khứ, sở hữu tâm, cảnh và vật. Vật tức là những cái sắc thần kinh, tức là những cái sự chạm xúc thần kinh để nhận biết cái cảnh vật đó. Chúng ta mở lại cái bài Tâm Vương đó. Tâm Vương chúng ta đã học những cái này. Sắc thần kinh là những cái cơ quan thần kinh của chúng ta này. Khi mà nó cái vật mà nó tác động vào ấy, thì chúng ta sẽ tiếp nhận nó nhờ các cái sắc thần kinh. Nó không phải là cái xúc là cái sự xúc chạm nó khác. Còn đây là cái dây thần kinh, là cái cơ quan để chúng ta tiếp nhận nó. Còn xúc nó là một cái yếu tố của sở hữu tâm. Xúc thọ tưởng tư định vạn quyền nó là cái sở hữu tâm. Còn sắc này là những cái cơ quan để chúng ta tiếp nhận nó thôi. Dạ, chúng ta có câu hỏi thắc mắc gì không? Cái đoạn dưới của cái bài nó có cái chữ là ba sắc mạng căn nữa thầy. Trong cái sắc thứ này, ba sắc mạng căn là cái gì? Ở đâu chính xác? Trang bao nhiêu? Trang 72 á thầy. Ở cái phần gần cuối thầy. Ba sắc mạng căn chỉ tâm cùng với một danh mạng căn. Cả hai, cái phần cả hai danh sắc mạng căn á? Dạ, nhưng mà nó danh mạng căn, sắc mạng căn khởi sinh. Đồng thời, mẹ thọ thai do. Cái này là khi bắt đầu tái sinh. Trong trường hợp tái sinh vào cảnh người, ba sắc mạng căn. Ba sắc mạng căn này là nó nương theo, tức là chúng ta có cái tâm tâm tử, tâm
hữu phần và tâm tục sanh. Nè. Ba cái tâm đó nó nương theo ba cái tâm đó nó khởi lên cái sắc mạng căn. Tức là chúng ta có cái tâm tử xong đến tâm hữu phần, xong rồi đến tiếp tục đi thọ sanh. Thọ sanh là cái khởi đầu của một kiếp sống, thì ba cái tâm đó nó kết hợp với lại những cái nhân của tâm và 17 cái sát na đó nó có thể khởi lên hết 17 hoặc không 17, nhưng mà nó từ cái tâm tử là cái tâm chúng ta bắt đầu chết từ cái kiếp sống trước, cho đến cái tâm hữu phần là cái tiềm thức, xong rồi đến cái tâm tục sanh tức là khởi lên một cái kiếp sống mới để nó có được một cái mạng căn mới. Tức ba cái tâm đấy nó tức là đời sống của chúng ta gọi là đời sống ngũ uẩn. Chúng ta vừa có danh mạng căn và vừa có sắc mạng căn. Cho nên chúng ta thấy cái câu cuối này, ba sắc mạng căn khởi sinh cùng lúc với cái danh mạng căn của chúng ta. Đó, tức là ba cái tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử, thì nó cái đời sống ngũ uẩn của chúng ta là nó có vừa cái sắc pháp vừa có danh pháp, thì nó là ba cái đó. Đó. Đạt được chưa? Để chúng ta hỏi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và sanh đều chọn thành Phật đạo.